Tập 2 Người hùng tí hon đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng màn thi đấu của 3 biệt đội, bao gồm biệt đội đáng yêu, biệt đội siêu quậy và biệt đội tinh nghịch. Và điều đó đủ để cho con xuất sắc. Hai đứa con quá tuyệt vời. Nhưng mà nó cũng phù hợp và nó cũng vừa phải, đầy đủ mà rất là ngon lành. Nhưng cô chưa hài lòng lắm với giọng hát của con. Là cũng tốt lắm rồi, nhưng mà thật sự cái đó không phải là sự sáng tạo mà khán giả cần thiết. Đây là 10 ạ. Và em tôi lúc lên giọt sương trắng trôi. Những bài biểu diễn của các bé sẽ được ban giám khảo chấm điểm, từ đó tính ra tổng điểm của mỗi đội. Trong vòng đấu này sẽ chưa có đội bị loại, tuy nhiên số điểm của các đội sẽ được tích lũy qua từng vòng và là cơ sở để chọn ra đội bị loại trong những vòng sau. Đón xem tập 3 vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.